Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ lên sân khấu để trao giải này. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây thì chúng tôi cũng xin mời lên sân khấu các tác giả hay đại diện nhóm tác giả đạt giải B. Chúng tôi xin chúc mừng nhóm tác giả Đoàn Hải, Thủy Trúc, Oanh Trần, Nguyễn Bùi Tam, Trần Oanh, Lại Tấn với tác phẩm Cuộc chiến chống Covid-19, dân nghèo thành thị không đơn độc, đăng trên báo Kinh tế và Đô thị. Xin được chúc mừng nhóm tác giả Lê Thanh Long, Lý Thị Sen, Lý Thị Then, Sơn Malai với tác phẩm Để vùng đồng bào dân tộc Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, đăng trên báo Cần Thơ. Xin chúc mừng nhóm tác giả Đông Á Quang Hà với tác phẩm Dân chủ là bản chất chế độ xã hội, là mục tiêu động lực của sự phát triển đất nước, đăng trên báo Nhân dân. Xin được chúc mừng nhóm tác giả Lê Đông, Vương Hà với tác phẩm Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số dưới 1.000 người từ nội lực tới sức mạnh cộng đồng, đăng trên báo Quân đội Nhân dân. Xin chúc mừng nhóm tác giả Hoàng Yến, Vũ Mạnh, Quang Vinh, Nguyễn Phượng, Nguyễn Quốc với tác phẩm Người mặt trận trên mặt trận chống Covid, đăng trên báo Đại Đoàn Kết. Xin được chúc mừng nhóm tác giả Trần Minh Tâm, Trần Bá Duy, Ngô Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Hương, Đình Châu, Bùi Thu Hằng với tác phẩm Thiêng liêng nguồn cội. Phát sóng trên kênh VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi cũng xin chúc mừng nhóm tác giả Hoàng Văn Ân, Bùi Thị Hương Giang với tác phẩm Chuyện bà nước vối viện ca, phát sóng trên kênh VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được mời đại diện nhóm tác giả Bách Hợp, Hà Phương, Thế Mạnh, Đại Thắng, Trường Giang với tác phẩm Tình biên giới, phát sóng trên đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Tĩnh. Xin chúc mừng nhóm tác giả Kim Dung, La Ngà, Bích Liên, tác phẩm Đồng lòng chung sức xây dựng Hoài Khao, thành làng du lịch cộng đồng, phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Cao Bằng. Xin được chúc mừng nhóm tác giả Lê Thị Hồng Vân, Lê Anh Tuấn, Trương Thị Bích Ngọc với tác phẩm Chuyện về những ngôi nhà giàn trên thềm lục địa, đăng trên báo Nhân dân điện tử. Xin được chúc mừng nhóm tác giả Minh Hòa, Cảo Thơm với tác phẩm Sự tận tâm tử tế tạo nên điều kỳ diệu trong cuộc chiến chống giặc Covid-19, đăng trên báo điện tử VOV. Xin được chúc mừng nhóm tác giả Chu Thanh Vân, Thu Phương, Hồng Điệp với tác phẩm Việt Nam mạnh về biển, giàu từ biển, đăng trên Thông tấn xã Việt Nam. Xin được chúc mừng nhóm tác giả Nguyễn Tuấn Huy, Văn Bạc với phóng sự ảnh Bộ đội Biên phòng Cao Bằng bốn cùng với dân bản, đăng trên báo Quân đội Nhân dân điện tử. Và xin được chúc mừng tác giả Dương Giang với phóng sự ảnh Những người lính quân hàm xanh trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, đăng trên Thông tấn xã Việt Nam. Xin được mời đồng chí Hầu A Lệnh và đồng chí Nguyễn Thế Kỳ sẽ chụp ảnh lưu niệm cùng với tác giả đại diện nhóm tác giả được giải B. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Hầu A Lệnh và đồng chí Nguyễn Thế Kỳ.